Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjet. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục phần kỹ năng của trẻ em lớp 12, bài số 1. Và với chủ đề là Historical Figure, là các nhân vật lịch sử, một nhân vật lịch sử. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với yêu cầu của bài số 1 nhé. Choose the correct sentences A to D to complete the conversation between two friends. Và chúng ta sẽ chọn câu đúng là câu từ A đến D để hoàn thành cuộc hội thoại giữa hai người bạn. Và chúng ta sẽ cùng xem các câu từ A đến D nó có nội dung gì nhé. A, who is he? Là anh ấy là ai này, ông ấy là ai này, cậu ấy là ai. And B, well, in a way, but 20 years later, his reputation was restored. Là, cũng bằng một cách nào đó đúng không? Thì 20 năm sau thì danh tiếng của ông đã được phục hồi. Chúng ta trong cái câu B này thì chúng ta có thể nốt lại một từ khá là hay. Đó là từ reputation. Reputation là danh tiếng. Nó giống với cả kiểu nó sẽ bằng với cái là famous ấy. Famous thì là danh từ, tính từ rồi. Còn fame mới là danh từ. Reputation, danh tiếng này. Nó có nghĩa là danh tiếng. Đang nghĩa là danh tiếng. Reputation, danh tiếng. Và restored là phục hồi. Động từ. Và tiếp theo câu C. Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience and the judge. Là vậy thì cậu có biết về bất cứ câu chuyện nào liên quan tới ông ấy, liên quan đến cậu ấy không? Một câu chuyện thú vị thì sẽ thu hút được sự quan tâm của khán giả cũng như là của giám khảo. Và trong câu này thì sẽ không có từ mới. Với câu D, I want to see my expression while I'm speaking. Là tớ muốn nhìn cái kiểu dạng nha, muốn nhìn cái expression là cái biểu cảm của tôi ấy, khi mà tôi đang nói chuyện. Khi mà tôi đang nói thì nghĩa là bạn ấy sẽ, có lẽ là bạn ấy sẽ tham gia một cuộc thi nói nào đó. Và bạn ấy tập ở trong gương để xem là cái biểu hiện của mình khi nói thì nó sẽ như thế nào ấy. Đó là cái ý câu D. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc xem là chúng ta sẽ điền vào chỗ nào cho nó phù hợp nhé. Cuộc hội thoại giữa John và Vân. Hi Vân, what are you doing? Why are you talking to the mirror? Vân à, cậu đang làm gì thế? Tại sao lại nói chuyện với gương? Và bạn Vân nói, well, I'm practicing for the storytelling contest next week. Thì tớ đang tập, đúng không? Tớ đang tập luyện cho cuộc thi kể chuyện vào tuần tới. Và ở đây thì điền chỗ trống số 1 này. Và tớ thì muốn xem biểu hiện của tớ khi mà tớ nói như thế nào, nên tớ muốn nói chuyện với gương, đúng không? Thì đáp án D, cái đáp án chúng ta vừa phân tích, là đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống số 1. Nên chỗ trống số 1 cô sẽ điền là D. I want to see my expression while I'm speaking. Và tiếp theo bạn John trả lời, I see the topic is the life of a historical figure, isn't it? Tớ hiểu rồi. Và chủ đề là cuộc đời của một nhân vật lịch sử đúng không nhỉ? Trong câu này thì đã dùng câu hỏi đuôi đúng không? Câu hỏi đuôi thì sẽ có cấu trúc là đây cô sẽ nhắc lại một chút về câu hỏi đuôi, vì chúng ta có thể thi vào cái đó mà đúng không? Thi đại học á. Chủ ngữ này, một là cộng với to be, hai là cộng với động từ đúng không? Và câu hỏi đuôi thì sẽ ngăn cách bởi dấu phẩy. Nếu dùng to be thì về sau sẽ là to be cộng với chủ ngữ, còn nếu dùng động từ thì về sau sẽ là chủ động từ cộng với chủ ngữ. Nhưng có một cái ví dụ, nếu về trước là khẳng định thì về sau sẽ là phủ định, và ngược lại. Bên cạnh đó, về trước thì gì thì về sau thì đó. Ví dụ, về trước thì hiện tại đơn thì về sau cũng sẽ là thì hiện tại đơn. Ở đây thì chúng ta có chủ ngữ là the topic đúng không?
và chibi, và đang dùng chibi nên về sau sẽ dùng vẫn dùng chibi ở hiện tại là is này. Phía trước là khẳng định, về sau là phủ định và it để thay cho the topic, nên câu này sẽ là câu hỏi đuôi. Chủ đề của cuộc chủ đề là cuộc đời của một nhân vật lịch sử, có đúng không? Và bạn Vân trả lời that's right, đúng rồi đó. I have decided to talk about Nguyễn Trãi. Ồ đúng rồi, tớ thì đã quyết định là sẽ nói về Nguyễn Trãi. Và John mới trả lời rằng Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi, xong rồi hỏi chấm đúng không? Và tiếp theo thì bạn ấy sẽ hỏi là ồ, Nguyễn Trãi là ai thế? Who he is, đúng không? Bởi vì có thể là bạn John là bạn nước ngoài nên bạn không biết, nên bạn mới hỏi là Nguyễn Trãi là ai. Đáp án A. Và bạn Vân trả lời rằng he was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Lê Lợi to free our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication to our nation. Nguyễn Trãi thì là một học giả tài năng. Chúng ta có từ mới đó là scholar, học giả, nghĩa là một người học rất là giỏi thì sẽ được gọi là học giả, scholar. Và cũng sẽ highlight lại từ đó cũng như là viết từ mới nhé. Là một học giả rất là tài năng, cũng như là một chiến lược gia lão luyện. Chúng ta có strategist là chiến lược gia, strategy thì là chiến lược, và đây là danh từ chỉ người, strategist, chiến lược gia. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là invader là quân xâm lược. Dedication là kiểu dạng như là ai đó rất là kiểu cống hiến á, cống hiến. Và chúng ta sẽ cùng nốt lại bốn từ vựng đó nhé. Đầu tiên là từ scholar, học giả. Ok, scholar, học giả. Một danh từ chỉ người, học giả. Tiếp theo là danh từ chỉ người, strategist, chiến lược gia. Quân xâm lược, invader. Và dedication, cống hiến. Nó bắt nguồn từ động từ dedicate và sang danh từ là dedication. Dedication, sự cống hiến. Và với ý nghĩa lần lượt như sau. Scholar, mang nghĩa là học giả, danh từ. Nghĩa là người học rất là giỏi. Strategist, chiến lược gia. Invader là quân xâm lược. Dedicate là động từ, mang nghĩa là cống hiến. Và dedication là danh từ của nó, cũng có nghĩa là cống hiến, nhưng mà là danh từ. Và tiếp theo, bạn John sẽ hỏi rằng wow, he's a real national hero. Vậy à, ông ấy thật quả là một anh hùng dân tộc, đúng không? National hero, anh hùng dân tộc. Và tiếp theo thì bạn ý nói cái gì đó. Chúng ta có đáp án B và C. Đáp án B là và một cách nào đó thì khoảng 20 năm sau thì danh tiếng được phục hồi. Còn C thì là bạn có biết bất cứ câu chuyện gì về anh ấy không, về ông ấy không. Một câu chuyện thú vị thì sẽ khiến cho bạn khiến cho bạn là thu hút được sự chú ý, đúng không? Và ở đây thì bạn John sẽ hỏi là bạn có biết câu chuyện thú vị nào về Nguyễn Trãi không, chứ sẽ không. Còn đáp án B thì nó chưa phù hợp, đúng không nhỉ? Bởi vì chưa nhắc tới cái việc là danh tiếng bị phá hủy xong rồi được phục hồi, đúng không? Ít ra là bị phá hủy xong rồi được phục hồi, nhưng mà chưa nhắc tới, nên câu số 3 sẽ là câu hỏi của bạn John, hỏi là có biết bất cứ câu chuyện nào thú vị liên quan tới Nguyễn Trãi không? Và tiếp theo bạn Vân trả lời rằng yes, I will tell the mysteries of the Lychee's Garden. It's about an incident which led to the death of Nguyễn Trãi extended families. Tôi sẽ kể về bí mật Lệ Chi Viên, nghĩa là vườn vải á. Lệ Chi là vườn vải hay sao á. Đó là một sự cố dẫn tới cái chết của gia đình Nguyễn Trãi. Kiểu extended families là kiểu gia đình chúng ta có
gia đình hạt nhân và gia đình đa thế hệ đúng không? Thì ở đây có extended family thì sẽ là gia đình đa thế hệ, nghĩa là nếu mà chúng ta dùng thuật ngữ kiểu lịch sử ấy thì sẽ là kiểu bị chu di tam tộc đúng không? Có lẽ là thế tam hay là tứ hay là gì đó, nhưng mà nghĩa là bị chu di cả gia đình á. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng không có từ mới làm đúng không? Incident thì là một cái tai nạn này, mysteries thì là về kiểu dạng là bí mật này, hoặc là một cái gì đó rất là mờ ám ấy, mystery, huyền bí, điều huyền bí, bí mật. Mystery, bí mật. Và John mới trả lời rằng God sold his life and it in tragedies. Và vậy thì cuộc đời của ông ấy tragedies. Và đây là bi kịch á. Vậy thì cuộc sống của ông ấy đã kết thúc trong bi kịch phải không? Tragedy. Danh từ mà nghĩa là bi kịch. Vậy thì có phải là cuộc đời kết thúc kiểu dạng là bi kịch gì? Cuộc đời thật là bi kịch. Và Vân mới trả lời rằng đáp án B đúng không? Một cách nào đó thì khoảng 20 năm sau thì danh tiếng được phục hồi. And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don't you come to the contest and listen to my story? Và bạn Vân mới nói rằng là đúng, bằng một cách nào đó, nhưng 20 năm sau thì vậy thì bằng một cách nào đó nghĩa là nghĩa là cuộc sống của Nguyễn Trãi cũng có một chút bi kịch đúng không? Nhưng mà 20 năm sau thì danh tiếng được phục hồi và Nguyễn Trãi thì cũng được đề cử là một trong những danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1980. Vậy tại sao bạn lại không đến cuộc thi và lắng nghe câu chuyện của tớ nhỉ? Đó, một lời đề nghị đúng không? Và bạn John mới trả lời rằng okay, I will. I really want to know more about this famous man. Tớ sẽ đến. Tớ thực sự là muốn biết thêm về người đàn ông nổi tiếng này. Và trong hai câu cô vừa nói thì chúng ta có thể nốt lại cái từ là nominate, được đề cử vào cái gì đó. Nominate, đây chúng ta có từ nominate, được đề cử. Nominate, động từ, đề cử để nhận giải á. Và đó là về cuộc hội thoại giữa bạn John và bạn Vân, nói về một nhân vật lịch sử đó là Nguyễn Trãi, cuộc đời của Nguyễn Trãi đúng không? Và với yêu cầu của bài số 2 chúng ta có là thực hành cuộc hội thoại với bạn của mình, practice the conversation with the partner, thì chúng ta sẽ chỉ cần một bạn đóng vai John, một bạn đóng vai Vân nói là được đúng không? Và bởi vì cô cũng đã dịch giúp cho mình rồi nên cô sẽ chuyển sang bài số 3 luôn nhé. Và với yêu cầu của bài số 3 như sau: Work with a partner. Use the information below or your own ideas to talk about one of the historical figures below. Là yêu cầu của bài số 3 như sau. Chúng ta sẽ làm việc với bạn, đúng không? Với bạn học của mình, với bạn bên cạnh á. Sử dụng các thông tin dưới đây hoặc là ý tưởng của chính mình để nói về một trong những nhân vật lịch sử dưới đây. Chúng ta có nhân vật đầu tiên là kinh Lê Lợi, Lê Thái Tổ, vua Lê Lợi hay còn được gọi là Lê Thái Tổ. 1385 and 1433. Và vua Lê Lợi thì sinh vào năm 1385 và mất vào năm 1433. Facts là một vài những cái thông tin liên quan tới vua Lê Lợi. Determined leaders of Lâm Sơn uprisings against the Ming invaders. Và là một người lãnh đạo gia đúng không? Một người lãnh đạo gia rất là quyết tâm này. Một lãnh đạo gia quyết tâm, lại một người lãnh đạo quyết tâm khởi nghĩa Lâm Sơn chống quân xâm lược nhà Minh. Và quân xâm lược nhà Minh thì vào năm 1418 đến năm 1427.
suffered hardship and difficulties và đã phải chịu đựng gian khổ và khó khăn. Freed the countries and became king in 1428 và đã giải phóng đất nước và trở thành vua năm 1428. Trong những cái thông tin vừa rồi thì chúng ta có thể nốt lại các từ mới như sau. Đầu tiên sẽ là uprising là cuộc khởi nghĩa này. Hardship là kiểu khó khăn, vất vả, gian khổ. Free the country, giải phóng rồi này. Và chúng ta sẽ cùng nốt lại những từ kia nhé. Uprising, cuộc khởi nghĩa đúng không? Uprising. Uprising cũng như là hardship. Hardship, gian khổ, gian khó đều là danh từ. Uprising, cuộc khởi nghĩa. Hardship, đây là chữ H nhé. Gian khó, gian khổ. Và nó sẽ đi kèm với cái từ là suffer đúng không? Chịu đựng. Bên cạnh đó chúng ta cũng có cái cụm là free the country là giải phóng đất nước. Giải phóng đất nước. Và tiếp theo, thông tin tiếp theo. Reasons for being respected. Và lý do tại sao lại được kính trọng, lại được tôn kính. Lý do tại sao lại được tôn trọng. His perseverance during the 10 years war. Và đây sẽ là sự kiên trì. Sự kiên trì trong suốt 10 năm bị thống trị đúng không? 10 năm chiến tranh. Perseverance, sự kiên trì, lòng kiên nhẫn, tính kiên nhẫn. Chúng ta sẽ nốt lại luôn từ này nhé. Perseverance, tính kiên nhẫn, bền bỉ. Lý do được tôn trọng bởi vì là rất là kiên nhẫn, bền bỉ, kiên trì này. Trong suốt 10 năm chiến tranh. Và tiếp theo, interesting legends là những cái truyền thuyết thú vị. Truyền thuyết thú vị liên quan tới vua Lê Lợi. The histories of Sword Lake in Hà Nội. The return of the magical sword to a golden turtle after the war. Và ở đây thì liên quan tới là lịch sử của Hồ Gươm tại Hà Nội đúng không? Và đây sẽ là sự trả lại thanh gươm huyền diệu cho cụ rùa vàng sau cuộc chiến tranh chống quân xâm lược. After the war against the invader. Đó là về những cái truyền thuyết thú vị liên quan tới vua Lê Lợi. Vậy tiếp theo, người tiếp theo thì sẽ là Lê Quý Đôn đúng không? Đều là họ Lê này. Lê Quý Đôn, 1726 to 1784. Facts, những cái thông tin liên quan tới Lê Quý Đôn. A distinguished philosopher, poet, and encyclopedist. Và đây một từ cũng khá là khó, đó là bách khoa toàn thư ấy. Đó là một người kiểu dạng là biết rất là nhiều. Ở đây chúng ta có là philosopher thì sẽ là nhà triết học này, poet nhà thơ và một nhà kiểu dạng là một người mà hiểu sâu biết rộng ấy. Biết nhiều thứ. Chúng ta có cái từ là encyclopedist. Nhà bách khoa, người mà biết rất là rộng. Encyclopedist. Chúng ta sẽ cùng nốt lại nhé. Philosopher, nhà triết học này. Poet, nhà thơ. Philosopher. Và encyclopedist.
nhà bách khoa và kiểu bách khoa toàn thư ấy, là người mà biết nhiều, hiểu sâu biết nhiều. Tiếp theo, responsible for a large number of encyclopedic historical and philosophical works, và chịu trách nhiệm phụ trách một số lượng lớn các tác phẩm bách khoa, lịch sử cũng như là triết học. Và lý do được tôn trọng, lý do được tôn kính, reason for being respected, his sharp wit and wide knowledge, trí thông minh sắc bén và kiến thức rộng. Những cái câu chuyện thú vị liên quan tới Lê Quý Đôn, interesting story. Still tried, he created a poem using words with double meanings to describe the characteristic of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student, self accusation, and promise to study harder. Và câu chuyện liên quan tới Lê Quý Đôn là khi còn là một đứa trẻ thì ông đã viết ra một bài thơ sử dụng các từ có hai nghĩa để mô tả các đặc điểm của các loài vật khác nhau. Và bài thơ thì cũng có thể hiểu được là sự tố cáo của một học sinh lười biếng và hứa sẽ chăm chỉ. Sự cử dạng là sự tự tố cáo, tự cảm thấy là mình sai ấy. Đó, self accusation. Tự tố cáo, chúng ta có accuse đúng không, là buộc tội á, nên là sẽ là tự. Ok, và đó là về hai thông tin liên quan tới hai nhân vật lịch sử, và cô cũng đã chuẩn bị cho chúng mình đó là thông tin về Lê Quý Đôn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Và cuộc hội thoại giữa hai người đầu tiên thì sẽ là bạn Min. Hello Mai, have you read anything interesting recently? Chào Mai, dạo này cậu có đọc cái gì thú vị không? Yes, I have. I read a lot of books about historical figures to prepare for my presentation at school. Tớ có đọc chứ. Tớ đọc rất là nhiều sách về các nhân vật lịch sử để chuẩn bị cho buổi thuyết trình của tớ tại trường. Really? Who do you admire the most? Thật á, thấy cậu ngưỡng mộ ai nhất? Well, the one I admire the most is Lê Quý Đôn, who is an outstanding philosopher and poet in the 18th century. Người tôi ngưỡng mộ nhất thì sẽ là Lê Quý Đôn, người mà là nhà triết học tiêu biểu, cũng như là nhà thơ ở thế kỷ 18. I have no idea about him. Can you tell me more about him? Tớ lại không biết gì về ông ấy cả, thì có thể kể cho tớ về ông ấy được không? Sure, he served lots of important roles under Lê Hiền Tông range from 1760s to 1762. He was appointed as special envoy to China, a favorable occasion for deeply studying Chinese literature and history. Lê Quý Đôn thì đã đóng rất là nhiều, giữ nhiều chức vụ quan trọng với triều vua Lê Thiến Tông từ năm 1760 đến năm 1762. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ đặc biệt sang Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội thuận lợi giúp ông học hỏi sâu về văn học cũng như lịch sử Trung Hoa. Và Min mới hỏi, he seemed to take important roles, right? Có vẻ là ông giữ nhiều chức vụ phải không? Yes, he was a prominent scholar, well known for distinguished encyclopedic, historical, and philosophical works. He was widely respected for his sharp wit and wide knowledge. Đúng rồi. Ông là một học giả tiêu biểu nổi tiếng với các tác phẩm về triết học, lịch sử và bách khoa toàn thư. Ông được nhiều người kính trọng do có trí thông minh sắc bén cũng như hiểu biết sâu rộng. Wow, he's such an admiring man. Quả thật là một người đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ. There was an interesting story about him. Do you want to listen to? Còn một câu chuyện thú vị liên quan tới ông nữa. Cậu có muốn nghe không? Và Min mới trả lời, of course I do. When he was a child, he created a poem using words with double meanings to describe the characteristic of different types of snake. The poem can also be interpreted as a lazy student self-accusation and promise to study harder.
Khi còn là một đứa trẻ thì ông ấy đã tự sáng tác một bài thơ sử dụng các từ với nghĩa với hai lớp nghĩa để miêu tả các đặc điểm của các loài rắn khác nhau, và bài thơ thì cũng có thể được hiểu, có thể được dịch ra, có thể được hiểu là một là sự tự cảm thấy là có lỗi, tự tố cáo của một học sinh lười và hứa là sẽ học hành chăm hơn. Và Min mới nói rằng he's so creative, thật là sáng tạo, và Mai trả lời là yes. Thì đó là một cách để chúng ta triển khai cái bài mà chúng ta muốn nói, là chúng ta sẽ đặt ở trong một cuộc hội thoại hoặc là chúng ta sẽ làm một cái bài thuyết trình thôi, đúng không? Nhưng mà bởi vì ở đây là work with a partner, làm việc với bạn, thì chúng ta có thể là làm việc theo cuộc hội thoại này, hoặc là có thể là mỗi bạn chuẩn bị một bài nói xong rồi lần lượt nói với nhau, đúng không? Nhưng mà cô nghĩ là chuẩn bị cuộc hội thoại nó sẽ dễ hơn. Đây, chúng ta sẽ có thể take note lại cái cuộc hội thoại này giúp cô nhé. Nói về Lê Quý Đôn. Và ví dụ như bạn nào muốn nói về vua Lê Lợi thì chúng ta cũng có thể nói như sau. Chúng ta có thể đưa ra một cái tình huống là dạo gần đây thì tôi đọc rất là nhiều sách về các nhân vật lịch sử. Recently I have read a lot of book. I have read a lot of book about historical figures. And the one I admired the most is, và người mà tôi ngưỡng mộ nhất thì là vua Lê Lợi, is definitely a King Lê Lợi. Is definitely King Lê Lợi. His words. Bởi vì cái đã xảy ra rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà diễn tả một cái sự thật thì chúng ta cũng có thể dùng thì hiện tại đơn cũng đúng nhá. He was determined leader. Một nhà lãnh đạo ra rất là quyết tâm tại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Uprising. Cuộc khởi nghĩa chống lại quân Minh, đúng không? Against the Ming invader. From 1418 to 1427. At that time, tại cái thời điểm đó thì ông đã phải chịu đựng rất là nhiều gian khó cũng như là gian khổ cũng như là khó khăn. He had to. Suffered a lot of hardship. Chúng ta dựa vào những cái thông tin được cho sẵn ở đây và thành một bài nói thôi. And difficulty. Trong tại lúc đó thì ông đã phải chịu đựng rất là nhiều khó khăn cũng như là gian khổ. Tuy nhiên thì vẫn rất là kiên trì trong suốt 10 năm chiến tranh, đúng không? However, he was still, và ở trong cái này thì chúng ta dùng cái danh từ của cái sự kiên nhẫn, đúng không? Mà bây giờ chúng ta sẽ có thể dùng cái tính từ của nó cũng được. He was là he still preserved in vẫn kiên trì trong cái việc là chống lại quân Minh, đúng không? Đánh bại hoặc là chiến tranh với quân Minh, nhưng mà chiến tranh với Đặc Minh thì hơi buồn cười.
hay là kiểu still preserved in chúng ta có là chúng ta sẽ dùng cái gì để vừa chiến tranh nhỉ? Vẫn rất là kiên trì trong trong cái việc là chống lại quân Minh đúng không? In fighting against invader during trong suốt 10 năm chiến tranh, the 10 years war. Và đó là lý do mọi người rất là tôn kính ông. That is the reason why Vietnamese people, why not only Vietnamese people, không những là người Việt Nam mà còn bạn bè quốc tế rất là ngưỡng mộ ông. Vietnamese people, but also foreigner admire hoặc là respect him. Và nhờ vào cái việc là ông rất kiên trì đúng không, hoặc là chỉ cần là nhờ vào vua Lê Lợi thôi thì đã giải phóng, thì đất nước của chúng ta đã được giải phóng. Thanks to King Lê Lợi, our countries was freed in 1428. Và cũng chính vào năm 1428 thì sẽ là năm mà Lê Lợi lên làm vua đúng không? It was in 1428 that he became king. Và có một câu chuyện rất là thú vị liên quan tới ông. There is an interesting story about him. The history of Sword Lake, lịch sử của Hồ Gươm ở Hà Nội, tại Hà Nội, in Hà Nội. The return of the magical sword to a golden turtle. Hoàn toàn lại gươm tới cụ Hồ sau chiến tranh. After the war, sau chiến tranh chống lại quân xâm lược, against the invader. Thì đó sẽ là một cái bài thuyết trình, bài nói về vua Lê Lợi đúng không? Thì chúng ta đã có thông tin về cả vua Lê Lợi cũng như là Lê Quý Đôn rồi. Chúng ta có thể lựa chọn giữa một trong hai nhé. Và chúng ta sẽ thích nốt lại giúp cô này. Đây là sẽ là bài của vua Lê Lợi. Và đây sẽ là bài của Lê Quý Đôn. Chúng ta sẽ cùng thích nốt lại giúp cô. Và sẽ tùy vào mỗi người. Bạn thì thích nói về Lê Lợi, bạn thì thích nói về Lê Quý Đôn, để chọn cho mình một cái bài phù hợp, cũng như là chỉnh sửa một chút để có thể là thành cái bài của mình nhé. Và bài số 3 ở phần speaking cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Việt Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.